Chào cô chú anh chị và các bạn đến với kênh Thầy Giáo Theo. Thầy ơi, hôm nay thì là ngày thứ hai hai vợ chồng mình về quê. Sáng nay thì là buổi tối không quen nhà lắm cho nên là hơi nằm hơi lạ giường, cho nên là nằm mãi mới ngủ được. Sáng nay ra thì là ăn bánh canh đi thuận rồi mà đi quên đói bụng quá ăn quên quay rồi cả nhà. Còn bây giờ thì mình ra đang nướng cà tím, không biết là ăn với cái món gì. Đây đang ngồi ở góc sân nướng ở nhà nhá. Ở Hà Nội thì lạnh mà về đây thì nóng quá chịu không nổi. Nhìn ra nướng cà tím. Nhìn ra nướng cà. Anh biết cà tím ở quê em còn gọi là cà gì không? Cà dê dê. Đứng rồi đấy. Ủa anh biết rồi. Rồi Mila đang làm cái bánh đen đen hôm qua, gọi là bánh gì, đậu đen gì nhỉ? Bánh đậu đen. Bánh đậu đen à? Bỏ cái gì mày? Đường. Đường. Ý là thêm ít đường chứ không là chở bánh nó nhạt. Nhưng mà nhận làm nhà mà nó nhão như bột cái này mình xay ra. Cái gì? Cái này này. Đâu? Cái này đường nó đẻ mới đổ đường cho nó chờ nó tan đường ra chứ. Không, cái này thì đen đen khi chưa bỏ đường ấy. Đó là gừng. Cái này gừng đi. Gừng với gì đấy? Gừng với đường. Mỗi gừng với đường à? Đậu đen chưa có đâu đúng không? Đúng rồi, nó tan hết đường đã xong rồi mới bỏ đậu đen với nếp vào. Là nếp cứ đảo thì... như này. Nếp thì má nấu hồi sáng. Nấu cái bánh này mệt lắm cả nhà. Tại vì phải ngồi khuấy liên tục trong vòng 1 tiếng đến 2 tiếng. Nhìn màu mè nó không được đẹp, nó không được kiểu như Tết là phải bánh màu đỏ và xanh vàng đúng đây, không cả nhà? Đây cả nhà nha, bánh đậu đen chỗ nhà My đây cả nhà nha. Đây nha. Bây giờ Hùng sẽ thử ăn xem sao cả nhà nhá. Hùng về đây cũng mấy năm mà. Lấy ghế, anh lấy ghế vô ra. Không nào, đã bao giờ được ăn này đâu, thử nha. Mời cả nhà nha, cơm á. Mời cả nhà nha, lâu lắm rồi mới được ăn lại cái bánh này. Dẻo dẻo, theo mùi gừng. Tại vì nó có nếp, dẻo của nếp. Làm gì ngọt. Mình đánh cái này đấy. Ngọt với lại... không ngọt lắm, ngọt vừa. Ngọt vừa với lại cái mùi thơm của gừng nhé. Được rồi nha cả nhà, bây giờ bỏ đậu đen vô. Cái đậu đen này là nấu chín xong rồi dẻ nát, xay nát ra nha cả nhà, xay nhuyễn ra. Xay nhuyễn ra rồi mới bỏ vô. Đây. Nó là đậu đen nhưng nó cứ nhìn nó đi xì xì vậy đúng không cả nhà? Nhìn nó không đẹp mắt nhưng mà ăn nó rất là ngon. Nào vô ta, nào anh em ta cùng chiều. Thì cả nhà ơi, sau một rồi quấy này, đấy. Thì nó cũng đã xì xì rồi, bây giờ thì má sẽ lấy nếp bỏ vào cả nhà nha. Wow. Quấy vui rồi, quấy nào mà nó hòa tan hết rồi nhờ. Quấy xong cũng đẩy cái tay. Đảo một lúc rồi mới được như này cả nhà này. Để cho nó nhuyễn hết nữa. Đây, mẹ đang đảo, còn Mila thì đang rửa bát. Bố mẹ thấy con gái ngụm tóc đỏ như này có được không? Đó không. Hôm qua giờ hình như chưa ai nói gì, chưa ai biết thế nào không? Má biết. Má nói gì rồi? Chô chè. Không, tại vì biết sao hôm qua em vỡ má. Em vỡ má là bà đặt nhuộm tóc. Tại vì tóc má chắc là có tóc bạc ấy nên là má nhuộm màu hành dĩ. Xong em mới vỡ là bà đặt đi nhuộm tóc rồi nữa chứ. Xong cái má thấy cái đầu em. Xong rồi em bị lắc lên xong rồi nó chô chè. Thế mà nói tao. Trời trời trời. Mẹ có bảo là mẹ có bảo em là con đấy bị ngựa không? Chẳng ngại. Thì đó, hồi xưa Mila về quê mặc áo điệu về, mẹ trả bảo đấy. Chú à, sao con đấy bị ngựa chứ ta? Này nặng lắm. Đến lúc này rồi không thể quấy được nữa. Gần được chưa má? Chưa đâu. Chưa.
chừng nào mà con đường cắm cái tay mà nó không dính trong tay mình nữa là mới được. À, sau hơn một tiếng đảo mà vẫn như này vẫn chưa được. Lâu lắm. Lâu lắm. Mỗi tay lắm. Dạ. Cái tay mà nó không có dính nữa cho hồng là nó chảy nước với là nó thiêu. À vâng. Nó táo đường à. Nó táo đường mà thấm trong nếp trong đậu á. Xếp dạ. Cho nên nó cay nữa như là trẻ vậy. Chứ còn không là nó đổ nhớt liền à. Đâu dám khuyết bột xuống đâu. Gửi chừng nào mình đưa cho nó mình phải lăn bột. Của Hương này nó đòi lăn bột cho nó ra bánh đồ đen. À, cả nhà bây giờ thì hai vợ chồng Hồng My sẽ đi ra ruộng cả nhà nhá. Đi vào ruộng thì nhà My có nuôi mấy con bò ấy. Cũng vừa đẻ cho nên vào xem như nào. Ý là vô thăm bò của Hùng My có một con bò. Hai vợ chồng đẻ. Cũng nuôi con bò đẻ rồi, bây giờ vào xem. Bây giờ thì sẽ đi xe đạp điện này cả nhà nhá. Đấy. Đi cầm đi. Ủa kêu nèo đâu má hết vậy? Ngọt lắm hả? Cái gì mày? Kêu. Kêu kêu kêu. Ủa? Kêu. Cái này á. Anh thử đi. Ngọt, anh bỏ hộp lên. Ủa mấy cái cỏ xong rồi à? Thì anh nhí ở đâu có cỏ. Giống cái cây cây này giống như ở quê anh hồi xưa, nhưng mà ở quê anh hồi xưa nó chỉ như này thôi. Dạ. Ăn cái này thôi hả? Ở cái hộp ra. Ngon không? Cây keo à? Ngọt ngọt chát chát. Cái gì đây? À, ngọt keo. Ủa, hay mắt à cái này, hay mắt. Này, cho anh. Ăn hay hay vậy. Đây ở đây toàn trồng cỏ như này thì là cắt ra cắt cho bò cả nhà nhé. Đây cỏ này đấy. Đây bầy bò nhà My cả nhà nhé. Thế đây hai con này to phết nhỉ. Nhà này bò nhà mình nhà đây à, con bò con này à. Được mấy tháng rồi nhỉ? Hơn tháng hả? Mà to thế nhỉ? Hơn tháng mà to thế. Đây cái con bò như Hùng là bò mạ đấy. Còn bò này bò con mới đẻ. Lòi gần ra nhá. Con này là đẹp trai nhất bầy cả nhà. Tại vì là Cũng đau không? Tất cả là bò cái hết. Có mỗi con này là con bò con này là bò đực thôi. Đấy, còn hai cặp này thì là toàn là mẹ con. Cái này gọi là ấy cho hết. Ngoại. Hả? Ngoài cùng là bà ngoại. Bà ngoại của hai đứa này của đứa này. Tại vì bà cái con ngoại của con đỏ này. Con kia là mẹ của con to này đấy. Mà con này là đẻ ra con bò này. Đây này là hai người giống như là đây con này với con kia hai chị em. Cháu. Cháu làm sao con này mới cháu này? Con này con đen này con cháu. Con này là con đó. Con này là ủi kìa. Con đây với con đây là hai chị em này. Đấy vâng. Con đen là con cháu đây, con đen là con cháu, còn hai con sen kẽ đây là chị em. Con nói mà nó vẫn ủi gì con mất vậy. Cứ đẻ ra cái đó, là lại đó. Lại. Có khi nào trộn trộn lại không mất giống. Đây. Đi ruộng về thấy bán bánh trứng nướng thèm qua Mila này vào mua bánh trứng nướng này. Có cả trứng nướng nữa này. Chết chết cho chị đi. Bỏ trứng cho chị chứ. Em nướng cho bà đi đó. Chết hả bà? Bánh trăng nướng thịt. Bánh trăng nướng thịt. Nó chỉ có nướng vuốt, bánh trăng. Rồi hành, bát sú, là súp lơ, ái lột. Cà bắp ấy, không trứng. Đó. Cái này mình có cho thêm cả nước chấm không? Đây, để có. Ê, cả nhà ơi, đây mà mua hai cái bánh trắng nướng với một quả trứng về, bây giờ thử ăn cả nhà nha. Bánh trắng nướng mời cả nhà nha. Cả nhà ơi, bây giờ thì sẽ mời cả nhà ăn trứng nha. Mời má ăn. Đây má ăn bánh tráng không ăn trứng. Con cả nhà ăn bánh tráng. Ở Hà Nội mà mùa đông thì cũng vợ chồng Hùng với mọi người cũng hay ra ăn ngô nướng với lại mấy cái trứng nướng này. Giờ về thử ăn ở đây. Đây cả nhà nha. Mì là ăn không? Không. Em không có thích ăn trứng nướng. Con ăn miếng đây. Giờ cả nhà nha, bánh trăng nướng.
ôi trời ơi. Rồi xong. Ngon. Mai ăn kìa. Làm ốp la tức là ăn ngon. Làm muốn mì ăn. Đây là nhà nha. Mà mì ăn đỡ ghiền chưa? Đỡ ghiền rồi nhưng mà chưa đủ đô. Thêm. Đây buổi tối, đây buổi tối, tối nay ăn gì em đi? Ăn thịt nướng. Thịt nướng à? Ăn thịt nướng. Ui, anh cơm đây không? Anh xem cái gì? Vậy anh cơm đây luôn này. Đây. À... Ở lại anh cơm thịt nướng chứ. Ướp thịt ít ớt sườn à? Sườn. Sườn nướng. Sườn có cả cốc lết à? Ngon. Đấy, này ăn sườn nướng cả nhà nha. Đây. Bình thường ở ngoài kia thì hay nướng bằng nồi chiên không dầu. Nồi chiên không dầu nó sẽ không ngon bằng nướng lửa. Đúng rồi, cái gì cũng nướng, nướng lửa cái nào cũng ngon hơn. Thang bưng cái này vô cho gì ba cái? Bắt đầu kiểu có mùi thơm rồi đúng không? Mùi thơm ấy. Mới bỏ vào. Tối nay anh sẽ em sẽ cho anh một cái ăn một cái đặc sản. Đặc sản gì? Đặc sản đó là bông hành xào mì tôm. Bông hành là cái gì? Ngoài chỗ bác kia kìa. Đây cái này là ngông hành á hả? À, đâu nó có thấy hoa gì đâu. Cái bông nè. Cái à thế cái này ăn mình ăn cái này à, cái này hay là cái kia? Ở cái kia bỏ à? Cái bông kia bỏ à? Dạ. À. Ngày thường là 1 kg là 20 ạ. Thì trước ai mua rồi giờ bỉ mình lụm dời nó cho chứ còn ngày thường mình bỉ rồi chủ nó lấy gì nó bán hết à. Nó cho mình lụm chừng co à, co đủ xèo anh thấy à. Nha. Đây chị ăn cái phần này thôi, còn phần này đang cắt để dành. Cô gái nướng thịt. Ngon quá. Chiều ăn sau cái lúc hồi chiều ăn cả hai cái bánh tráng xong rồi chưa đã thèm xong lại đi mua thêm ba cái nữa nha thầy nha, mua thêm ba cái bánh tráng nữa ăn bây giờ chắc tối lơ cơm quá.